Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, cứ xây nhà trong năm 2022 sẽ được lộc trời cho, giàu sang, phú quý trọn đời. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói rằng tậu trâu lấy vợ làm nhà, cả ba việc ấy thật là khó thay. Xây nhà cửa là một trong những đại sự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người. Để xây được một căn nhà đẹp thuận phong thủy và giúp cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 phát tài phát lộc thì cần kết hợp nhiều yếu tố như kiến trúc thi công, mặt bằng xây dựng hay chi phí đầu tư. Tuy nhiên, có một yếu tố quan trọng không kém mà mọi người cần quan tâm. Đó chính là thời điểm xây nhà hợp tuổi gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979. Chọn tuổi, chọn năm để xây nhà, từ xưa đến nay đều là việc bất di bất dịch trong tiềm thức của người Việt. Năm 2022 tới đây chắc chắn sẽ có rất nhiều gia chủ muốn xây nhà ở sao cho đẹp và thuận phong thủy. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những nguyên tắc đơn giản để quý vị tính xem mình có hợp tuổi làm nhà trong năm 2022 hay không nhé. Để xây được nhà thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải xét đến yếu tố kim lâu, hoang ốc và tam tai. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, bước sang năm 2022 Nhâm Dần đã 44 tuổi. Trong năm này, mệnh chủ bị phạm phải kim lâu, một trong ba điều kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Tuổi Kỷ Mùi có cung mệnh là Mộc, thuộc cung Trấn, thuộc Đông Tứ Mệnh, có bốn hướng tốt là hướng Đông Phục Vị, Bắc Thiên Y, Đông Nam Diên Niên, Nam Sinh Khí. Ngoài ra cũng có bốn hướng xấu, đó là hướng Tây Nam Họa Hại, Tây Tuyệt Mệnh, Đông Bắc Lục Sát và hướng Tây Bắc Ngũ Quỷ. Tuổi Kỷ Mùi mà ở phạm vào bốn hướng xấu như là Họa Hại, Tuyệt Mệnh, Lục Sát và Ngũ Quỷ thì cuộc sống luôn lận đận, dù cố gắng đến mấy lần cũng không có được thành quả. Vậy nên với những hướng xấu thì các chuyên gia phong thủy có lời khuyên cho những mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi, đó là cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương phong thủy bát quái tinh cầu. Đây là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cho những người ở nhà không hợp hướng, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Vật phẩm phong thủy gương bát quái tinh cầu đã được thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Mùi để đảm bảo vật phẩm phát huy công năng tốt nhất, giúp hóa giải những hung họa và mang lại may mắn bình an cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Như quý vị đã biết, khi chọn được tuổi làm nhà mà không bị phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai, đó chỉ là một trong những yếu tố cần. Còn vấn đề quyết định việc bạn có động thổ được hay không lại phải dựa vào cát hung của từng hướng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích của thầy Gia Cát về cát hung các hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu, Tân từ 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân còn gọi là tặc tinh, là một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bản chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy cho nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều. Nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý để hóa giải. Như quý vị đã biết, hướng Tây là một trong những hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Khi ở nhà hướng này bị phạm vào hướng Tuyệt Mệnh. Tuyệt Mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao. Sẽ đem đến tuyệt khí, tử khí vào nhà và gây ra tai họa cho gia chủ. Khi xuất hiện ở hướng này thì sự nguy hại của nó đỡ khốc liệt hơn so với xuất hiện ở Đông Trạch. Nhưng cho dù gặp về tương sinh ngũ hành thì nó cũng là sao có thể gây ra tai họa. Vậy nên cần phải treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên để hóa giải nhà ở không hợp hướng. Thứ hai là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Cản, Hợi từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao Lục Bạch tài tinh đáo đến.
lục bạch là sao vũ khúc là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nếu vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón các tinh hóa giải hung tinh của năm. Trong các hướng thì hướng Tây Bắc cũng là hướng phạm, không tốt cho các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Khi ở vào hướng này sẽ bị phạm vào hướng ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành hỏa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, tịnh hoạn, các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở nhà hướng này, do tương khắc với ngũ hành, nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm hơn. Vậy nên các mệnh chủ cần phải sử dụng nguồn gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Tiếp theo đây là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa Mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên rằng không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi ở vào hướng này sẽ bị phạm vào hướng Lục Sát, không hợp hướng. Lục Sát là do Văn Khúc có ngũ hành thuộc thủy, cung là hung tinh, đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng, thị phi. Nó là hung tinh, nhưng so với các sao khác thì đỡ hung hại hơn, vì ngoài hai hành hỏa thổ thì nó đều tương sinh hoặc ngang hòa, cho nên tính hung hại của nó đỡ hơn các hung tinh khác. Nói chung với hướng nhà này, các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi cần phải treo một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào để hóa giải. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, nhất là đối với những mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi, bởi vì nó sẽ giúp mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Thứ tư là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi mà ở nhà hướng Tây Nam thì không được hợp hướng, bị phạm vào cung họa hại nên rất xấu. Họa hại là sao Lộc Tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh đem lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn, bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên để hóa giải, các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một pháp khí phong thủy là gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Gương đã được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang trì chú, xem ngày sử dụng nên nó sẽ mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho các gia chủ tuổi Kỷ Mùi, giúp cho các gia chủ được may mắn và bình an khi ở trong căn nhà hướng Tây Nam. Thứ năm là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý Quý từ 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu Văn Xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ắt được lộc của nó. Người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh. Nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang, thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa một pháp khí phong thủy mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn.
Những mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi ở nhà hướng Bắc thì rất tốt, hợp hướng, được hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Tuy nhiên, nếu ở nhà hướng này, sao Thiên Y bị giảm sút, không phát huy được công năng tối đa của nó do gặp phải ngũ hành tương khắc. Trong trường hợp các mệnh chủ muốn kích vận và làm gia tăng sức khỏe cho cả gia đình thì nên sử dụng pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý treo trước cửa nhà. Pháp khí này sẽ giúp gia tăng tài lộc và sức khỏe cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi, giúp cho các gia chủ được may mắn, khỏe mạnh và giàu có hơn. Thứ 6 là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa tý hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Viễn Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm 3 dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát. Cho nên, tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam là một trong những hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Khi ở trong nhà hướng Nam, mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sẽ được hướng sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lăng Tinh, có ngũ hành thuộc mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí ở Tây Trạch, gặp Càn Đoài bị hành kim khắc cho nên thuộc tính tốt bị khống chế, gặp Cấn Khôn cũng bị tương khắc cho nên thuộc tính giảm. Thứ 7 là hướng Đông. Hướng Đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công, xây mới có tọa Dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của bạn. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh cho nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy, đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Nếu mà ở hướng Đông thì các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi cũng được hướng tốt, hướng Phục Vị. Phục Vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh. Nó có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với Đông Trạch hơn Tây Trạch. Cuối cùng là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an nhất cho mình. Hướng Đông Nam cũng là một trong những hướng tốt với các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Khi ở trong nhà hướng Đông Nam được hướng Diên Niên. Diên Niên hay Phúc Đức tượng là sao Vũ Khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần Phúc Đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho gia đình thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.